rồi đây là bắt đầu đây vườn bọc đó. Rồi ông Năm có chưa? Chưa có sao không? Rồi ai hai ba bọc thì lại đây chia ra. Mà là rồi đó. Lấy tàu sớm ra. Rồi đây nghe quý vị. Đây là buổi dùng cơm. Tại trung tâm. Có đem thao không? Có thao chưa? Rồi đem thao múc cái này lấy cái này ra. Ừ. Không leo được. Gì mà ngon lành. Không biết bà bản là đói chết đó nha. Rồi lại đi. Ngừng cái bọc cơm. Lấy này nè, có ấy nè, đồ kho. Rồi đây là độc đạo chúng ta đang dùng cơm quý vị. Cái này để đi. Còn ba tô kia để cũng được. Mai cái cô gì đó để cơm cái hai chị kia đó rồi. Đúng rồi đó. Nè. Để có canh đồ kho với để có múc bên kia. Tô ra múc hai ba cái tô đó múc ra là rồi giờ đi. Múc ra giờ đi, múc ra này tao. Nó dễ. Tùi cháy dừa với múc canh tô đó còn. Rồi, vậy đó. Múc canh tô đó còn. Cảnh cũ người xưa. Cảnh cũ người xưa. Vậy đi. Phải lại đây. Chứ đâu phải lại đây ăn uống. Mình ăn để cho sống nuôi cơ thể không cần đâu ngồi được đâu nó cắn con chó này không luôn xa xa ra đây có chỗ cộng rồi cái gì có tiền gì đó kia có lại ăn luôn đi. Ông muốn đem đâu hả? Đi chung với mà. Cái gì? Còn có thì còn mà. Còn. Đây nè, đây nãy ra, bây giờ lại gom cơm lại hết coi. Cái gì không được kìa. Gom cơm lại hết đi rồi chia ra. Gom lại đi, gom hết đi rồi. Sao? Tôi nghĩ cái đó không có rồi, lấy cái gì? Chị ơi, chia cái tô chồng rồi. Lấy cái tô đây bên đây. Xớt cho người chia cho miếng chồng. Này cơm nè, xớt ra, canh rồi gấp chứ nè. Lấy cái tô này nè. Xớt ra bọc đi. Ra bán mớ đi cho mấy ông. Lên cơm cô ơi. Miếng cơm sao nó còn ít chứ ta. Rồi cơm thì vợ tôi miếng nữa, tôi chưa có nữa. Sao nấu sao nó không ngượng bịch mà là ngượng bịch ai đem thêm hai ba bịch nữa mà có người đem thêm ba bốn bịch nữa lấy cái tô này xách qua đây ông lấy tô đây xách cho bà chị Năm đi không tô này ăn canh đi ăn chung này ta luôn nè. Chứ giờ nó vô không nó hết rồi đi chắc trái ăn trái cho lên luôn kìa ăn chung nè. Đâu mà sợ. Cho sớt cho chị Năm tô được à. Không ăn rồi hả? Rồi đi. Cái này hả nè. Rồi, rồi cho đây đi. Rồi cơm rồi cũng rồi. Cho ăn cơm có canh. Rồi một cái tô nữa cho. Không, cúng đi, cúng cái gì ra. Ừ, cúng đi, cúng đi. Rồi cái tay ta có canh đồ đầy đặt, đầy đủ cho nội. Cái tô này xếp nữa. Canh đồ đặt ở đây nhiều. Lấy cái tô kìa. Cái này đặt đi. Nè, cái này còn cầm lên vợ không đi. Tụi bà Tâm đâu rồi? Bà Tâm đâu? Cũng cô gì đó, cô gì đó. Rồi giờ kiếm cái bọc nữa, xếp ra nè. Còn xếp ra miếng nữa nè. Xếp ra một nè. Đại này đi. Ừ, cái canh mà. Sao ừ, canh vô canh rồi. Miếng được rồi. Miếng cơm như được rồi. Nửa rồi, nửa ăn mệt rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Chưa? Được rồi, được rồi. Được
Ăn miếng nữa đây. Ông ăn mạnh mà. Ông mạnh rồi hậu. Thôi ăn đi. Ông no đi, ông no đi chứ đâu. Trời ông trước ông nói được rồi. Rồi rồi thôi được rồi, được rồi. Thôi ăn đi đi, ông no đi, ông dẫn đường mà. Còn canh nhiều lắm nha. Canh thêm cho nó. Ông muốn ngậm rồi. Ê ăn canh cái cá đi. Canh cái cá giùm nghe đây ới canh nha. Canh hơi hấp cũng hết rồi. Canh ới cá nó múc rồi đem lại mượn cái đó đây. Cô kia đi sạc vô đó rồi, tôi thấy rõ ràng. Ừ. Có ăn cơm rồi. Ừ. Câu lớn lớn thổi. Câu đi theo, sạc đi theo lạc đó hả? Hai hai người á. Ừ. Câu già già đi vô kia à. Hai cô cháu. Người ở đây mà. Có hả? Ừ, người trẻ ở đây, người già vô trong rồi. Có hả? Có hả? Ừ. Rồi sáng có sách theo rồi. Có. Ừ, có sách theo. Đừng ngọt á, đừng thổi đúng không á. Đụng nó đâu. Ăn cơm cũng quay nữa hả? Ừ. Ăn ngon không? Mấy ông ăn ngon không mấy ông? Ngon, ngon thì ăn đi. Trời có bụng mà không có trở lại đường đắng làm sao rồi? Gì? Lên đường này luôn không trở lại đường đắng là xa lắm. Lên đường ba nãy lên đường này nữa. Không có, không đi đường lại. Không lên đường dốc lên nổi đâu. Mà tôi nói ông lên đường lại ông trở lại không mà nửa đường. Thôi. Đường dốc đi. Leo lên cho nãy đi, cho nó quay trở lại thấy hả? Ông thấy nãy giờ mới tới đó. Ông trở lại cái nữa đó. Biệt thù sang địa. Đường nào cũng trở, đường nào không trở. Không phải, có ngã ba đi lên đó. Ông nhớ ngã ba lên sao? Qua đây chút ngã ba nãy địa chỉ nãy nè. Biết rồi. Ngã ba đó đường lên đó. Thì đường dốc, biết rồi. Ừ. Một đường dốc, giờ một đường dừng lại. Dốc thì dốc. Bây giờ mới trở dốc phải không? Trở dốc đi. Đi đường đó là có cây lạ. Cây nào cái nãy 4-5 người ôm vậy đó. Dạ. Thấy không? Khoảng 4 người ôm, 5 người ôm, 1 cây. Bây giờ mới dốc đi, dốc. Ừ. Chấp nhận thì... Thôi, cắm nhiều lắm, đổ cắm đi thêm. Dạ. Rồi, chấp nhận. Chơi luôn. Trần giá. Chấp nhận rồi, dẫn tôi thì chiều theo đoàn. Đoàn chiều đi thì chiều dẫn. Anh nhạc. Bởi vì nó gần hơn hả? Ừ. Gần hơn. Cơ mà. Ừ. Dốc mà. Gần thì mình đi. Gần mà dốc đứng không à? Đứng thì mình nổi sao đứng luôn. Làm luôn. Đầu trời trái phải nhớ. Ăn canh cá thì quê còn dạ. Đưa mất bịch canh đâu bỏ uổng lắm. Ừ. Bỏ cho được rồi bỏ. Còn hai bịch nữa còn. Bỏ ra mà không hết rồi nè. Không có bỏ đâu. Mình đâm bả lại đây bả nhập tâm dữ rồi ta. Bả nhập tắt cho bốn nước lạnh vậy. Chừng đó bả tu rồi đó. Thôi à, đừng nói à, nó mở lại bỏ cơm, mà ăn cơm một cái ra nằm ông khóc 7 ngày 7 đêm. Nãy giờ kêu bác nghe không? Thôi, chúc bác sao? Nói à, anh Năm ơi, em có duyên ở đây rồi. Điển vô chết điển đó. Nó xài điển không đó. Con nhìn cho biết. Hả? Tiên mà điển thì nó điển. Mà nó giống theo bà đó hoài á. Hai tu tiên ở đây tu gần 6 cây vòng cổ mà. Tiên nó lúc hồi rằng đây tu cổ lúc đó mặc đồ gì phải không? Dạ. Đồ cúng. Cúng được cái ông sư lĩnh cái khói khỏi đồ gói nè. Lúc đó bà còn dữ lắm, bà rút này nó hết rồi. Cần đó. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Tại cái này ông Thảo bây giờ hết rồi đó. Ôi đổ. Tại lần ở mình đó không theo ông Thảo rồi. Bỏ canh nữa hả? Không theo ông Thảo nó có phần kia bây giờ có theo ông Thảo giờ nó đỡ rồi. Bỏ mà canh chứ. Thảo cũng vậy luôn. Thì Thảo cũng phần đó nữa đó. Nhưng mà nó đỡ rồi. Thớt ra thì lớn. Dạ dạ. Không ăn hết cho mà. Lại đem sáng bọc lên nó hơi lông đổ bỏ không vậy. Đổ gì mà bỏ ai mà đổ không á. Không nói em gì hết. Rồi miếng hết ra. Rồi lỏng ra không có cái đâu nè. Hấp mà mày. Đổ hết trơn á. Dạ. Chắc chắc rồi bọc người vô mấy miếng vậy á. Cầm ở trên đó, quẹo trên. Cái đó là cái đó là cái thật đó. Ừ. Còn sao phải này dữ à.
Rồi, ta lớn mày trẻ mày nhường ta đi. Thôi, còn chút nữa cũng ấy nữa. Là hồi lúc còn nhiều chưa chứ. Mày ăn chứ cho nhiều nhỏ con rồi ăn nhiều nó mập nữa. Nói hồi tôi không chơi với mấy ông nữa đâu hả? Mấy ông lớn mấy ông nghiếp tôi. Kìa, nữa kìa. Chết tôi quá. Kìa. Ngon rồi, kìa. Kìa. Nó mua con từ sáng tới giờ luôn á. Mày nó có mình lên mày. Cơm cho Nam à. Cơm sư phụ. Còn không có chờ chị rồi. Tao đắng cho Nam. Cho Nam con tao kìa. Có chờ thôi. Dễ gì ông Năm dễ gì. Sớm hả? Ờ sớt này anh ơi. Em sớt này chị. Ờ còn bọc nước kìa em quên. Để em đắp rồi. Trời ơi vậy nó ra hết mà. Rồi chắc ra cho để em chắc hơn rồi không ăn. Ờ, canh dữ lắm nè, lấy canh nè. Canh dữ lắm nè. Canh nó ngọt nè, lấy trong một bọc của canh nó ngọt à. Tô đó chị Năm của chị Năm đó. Tô đỏ đỏ đó. Canh nó ngọt nè cô. Còn một bọc chừa cô nè. Ở đây hai cô này cũng thiếu luôn Năm. Nè đưa dấu con bọc này đi. Nè. Bọc này chia làm hai rồi. Gì Năm? Nó ngọt nè. Chế vô. Em nói thấy có đoạn mà có bột kho mà mua mình làm cho ít chứ ba. Ăn bột kho mua làm nhiều chút. Bởi vì sáng cho mai mạnh nay em cần nhiều chút làm đủ ăn thôi. Mình ăn chung thôi mà ăn gì? Người ăn trước có đồ kho người sao hết rồi em. Trước rồi kho tôi có miếng nào đâu kho đâu. Kho đâu có nước mà. Nước không mà. Tôi mua ba cái đồ ở nhà đó ngọt ngon không? Quá ngồi mà kho tôi một nồi cho tôi có cái gì đâu vậy ở đó không có gì bán khỏi nè miếng canh nữa đi thôi bây giờ gì nè miếng đó bây giờ muốn á chắc chiều nay coi cái gì ông lượng canh này ngon ha lượng mua gì lắm lượng không bớt gì lượng chủ ăn hiểu vô lượng cái chả lửa muốn dạ dạ rồi đây để từ từ em cho để ba miếng canh này cho không có gì để kho á thử cái gì không có nè cho cái này cho chấm thấy cũng sớm nó trời giờ mình nó mua rồi bà cầm luôn đi bạn cầm luôn đi bạn giờ dạ muốn tài cho dạ con nói bà lựa rồi đó bà vậy đó nó quéo gì cho nó bà lựa rồi đó bà nó bà lựa rồi đó bà biết sao mà chuyện không tại vì để trong cái tủ lạnh á là nó thẳng ra mà đem ra ngoài thôi là cái đó để tủ lạnh không phải không phải tủ lạnh mấy tháng trời không ai lại mua như bà muốn đó bà mua đó không còn cái lá thúi trần. Là cái bỏ trên còn cộng mà mình quẹo qua đó là có để sao khi sao được lâu quá thôi ăn đi ăn đi bây giờ nói gì cũng đâu có được gì đâu có mình có mua qua đó mua không á mua tiếp người ta trong nhà trọ thì mua mua nhà trọ nó có tình cảm hơn mua ngoài tỷ hơn chứ gì mật quá vậy con thấy gì làm sao thu vô rồi để nhà con để nhà hay đem theo con đâu thấy mực cơm gì đâu ở nhà đem theo đâu có đâu ai ăn gì đâu hủ ai để cái tàu bi muối để trong cái thùng nước đá à có ở đầu đoàn mình có ai mua để gửi đó không hôm qua tôi thấy cái thằng con trai của mình nhớ tàu hủ kia mình có đem theo mà ta hủ kia muối đó nói cái này của mình hơi là của người ta gửi nó của mấy đoàn nó gửi hổ kỳ là tôi nói ông á đi nói là vô là chiên ăn là mắc nhất rồi không nào qua dễ ăn con bàn tôi nói tôi quá thấy ngon để là để nữa. Thì chứ không có một bữa này ông lội lên không nổi đó. Dầu áo sao không có được. Phải giỡn đâu. Không có sao mà đi. Còn có lấy mũ còn gần thêm 4 mũ cơm này gì không à. Không có. Nhưng mà xe mà hết xăng mà nổ chân ba. Đâu. Nói trên nó đói rồi ha. Là tay chân lụng đi đâu có nổi đâu. Áp.
đó ha. Đó. Thích nặng rồi. Cái này mà đà quải xi măng vô tới đây không cũng mệt mỏi nè. Nè cái này xi măng chứ gì? Cái này là cục đá. Thưa quý vị, đây đã đến điện Trung Tòa, tức là nơi ông Cử Đa ngày xưa đã ở đây tu hành. Rồi phải đồng mình đang tiến hành để... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính đức thầy, kính trình đức cử, kính thưa toàn thể quý vị. Giờ hôm nay phái đoàn chúng ta đến đây, tức là Trung Tòa, là nơi mà ông Cử Đa đã có ở đây. Phái đoàn chúng ta đến để kính viếng, lễ bái và cầu nguyện cho ông, để gia trì hộ độ cho phái đoàn chúng ta được giải hết quả căn, tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh tật tiêu trừ và tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát viên mãn. Phần cúng cầu này xin trân trọng giới thiệu anh Sáu Mẹo. Xin trân trọng kính mời anh. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng hướng dời Ngô Tam Bảo thành tính 636. Đồng chắp tay chắp hương lên trán. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, các vị thần ở núi Tà Lân. Ngày nay phái đoàn của chúng con đến Trung Tòa để cầu nguyện Đức Phật trăm quan các ngài từ bi cái hộ độ cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho phụ mẫu Đại Đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho đoàn của chúng con khi đi được vui vẻ, khi về giải hết quả căn và tiêu trừ các chướng nghiệp để phát tâm bồ đề và tu hành tinh tấn. Ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai, tịnh sự trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Đồng xá bốn xá thay cũng lại. Đồng gom hương nó thượng hương. Thượng hương nó thả lại chứ. Xá rồi. Xá lại luôn. Xá lại luôn. Đến con, đến con, đến con. Còn đây nữa. Về lại nữa. Đồng xá ba xá viên mãn. Nam mô Đại Phật, Nam mô Đại Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Tôi cũng đã xong. Rồi xin mời quý vị chọn một chỗ ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính trình các vị cũng như ở đây có Đức Cử Đa, các vị sơn thần trên núi Tà Lơn. Và kính thưa quý vị ở đây, thì hôm nay chúng ta là cái ngày thứ năm. Thứ năm mà thứ sáu rồi. Thứ sáu rồi chú. Thứ sáu rồi, đi biết còn không biết ngày giờ. Là 15 mình hay 14 mình? 14. Ngày 14 tháng 2 âm lịch.
niên Giáp Thìn, đồng đạo chúng ta gác bỏ hết tất cả việc gia đình, trở về đây là khu vực núi Tà Lơn để kính viếng và lễ bái. Tại sao đến nơi nào thành hậu cũng yêu cầu quý vị phải nên niệm Phật? Tại vì cái niệm Phật đó, một là chúng ta mau đạt đến cái nhất tâm bất loạn. Và Đức Thầy cho biết là Đức Sư giải nó là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang, tức là luôn luôn lúc nào, hoặc là Đức Thầy nói là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nặng thai cũng thoát như không. Tức là đi đến đâu mình cũng nên cố gắng niệm Phật. Thí dụ một nơi này thì cặp mắt phàm chúng ta không thể nào thấy được các đấng siêu hình, các đấng bề trên, nhưng mà các vị có đây rất là nhiều, cho nên chúng ta đi đến đâu giữ lòng thanh tịnh. Tại vì mình niệm Phật, cái tâm mình mới được an lạc. Tại vì cái tâm mình nhớ niệm Phật rồi thì cái tâm mình nó không có phóng túng. Và cái nơi này thì trang nghiêm thanh tịnh, tất cả các cái cảnh xung quanh an lạc, thì mình mang cái tâm an lạc đến thì nó hòa quang với nhau, mới gọi là một chuyến đi được hoàn mỹ. Còn nếu như cái cảnh này người ta đang an lạc thanh tịnh, mình đem những chuyện phiền não, đem những chuyện buồn phiền đến đây thì mình đã có lỗi với đấng bề trên. Cho nên quý vị mình đến đâu chúng ta cũng phải nhiếp tâm để niệm Phật. Và cái ích lợi, cái điều thứ hai, tại vì chúng ta đi trên cảnh rừng núi thì quý vị biết mà, trên núi non các nơi thâm sơn cùng cốc như thế này thì quý vị biết là tà với chánh còn đang trà trộn, mà tất cả các vị người ta tu, nhiều khi mình cái tâm mà nó tà thì các vị đó người ta sẽ làm gì cho mình không được an lạc. Cho nên mình niệm Phật để nó có một cái công đức, tất cả các ai cũng không bao giờ nhiễu hại mình được, gọi là cứu khổ nam mô vô lượng phước diệt nàng tu rị hữu thiên kinh. Tức là niệm Phật oai linh oai đức, nhờ Đức Phật A Di Đà mà phóng quang nhiếp thọ cho chúng ta được an lạc, nhờ ánh sáng của Đức Phật gọi là hào quang chư Phật gọi mười phương. Thôi thì hôm nay đến đây là Trung Tòa, là cái nơi thứ hai mà Đức Cử Đa đã tu hành, cũng như cái điện Bồ Hông đó là ngài ở tại đó để tu. Còn sau khi ngài đã chứng đắc rồi thì ngài dân du đó đây để đi độ bệnh và có đi đến chỗ này. Thì chúng ta đặt chân đến đây là di tích của Đức Cử Đa đã từng ở đây, chúng ta đây gọi là thánh tích, là một vị. Nhưng đặc biệt hơn nữa là quý vị mình thấy mộ ai cũng có, nhưng đặc biệt là Đức Cử Đa là đăng tiên nguyên sát luôn, gọi là Đại La Thiên Tiên, là trưởng tiên, gọi là ý gì tiên trưởng muốn khuyên đời, mà đời lầm lạc lắm đời ơi, đạo đức nhút nhơ mà sao đặng, tỉnh giấc mau mau với kịp thời. Như vậy thì Đức Cử Đa là một vị tiên trưởng, cho nên quý vị thấy là đi là đăng tiên nguyên cái xác luôn, đạt đến cảnh giới cao, chứ còn không là bậc thường là tu phải bỏ xác. Vậy thì xin trân trọng kính mời anh Sáu Mẹo sẽ chia sẻ đôi điều. Quý vị mình cố gắng ngồi nhiếp tâm để niệm Phật. Và Nam Mô Đại Phật, kính mời anh Sáu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Phật, kính mời kính đại hậu với đại lưng, kính thưa toàn thể chú quý vị đồng đạo kính mến. Thì được duyên lành thì bà con chúng ta đến Trung Tòa đây là một cái dịp mang duyên lành tốt đẹp, chứ không phải mà ai đi đến đây cũng được. Tại sao vậy? Tại vì thường thường á, những người mà nghiệp nặng đó đi đến trên núi, hoặc là những cái campan là ở chợ cái bót đó, rồi tới đó là tự nhiên nó đòi về không à, đầu về hoặc là không muốn đi nữa, nó làm cho con người có cái tư tưởng hình như nó không còn muốn đi nữa. Tại vì đi đoàn á, thường thường đi đoàn hoài tôi biết, tới trên núi cái làm nó đầu trở lại không à, mà khi lên trên núi được rồi thì những cái nghiệp nó hết còn quậy phá nữa. Nhưng mà chúng ta đi đến đây được vuông tròn tốt đẹp là một cái điều may mắn. Nhưng mà đây mai mốt đi còn đường dài thì chúng ta cố gắng, giống như là đại hậu nói, đi tới đâu chúng ta phải cố gắng để niệm Phật,
để niệm Phật mà trong cái mình mà thành tâm được niệm Phật đó, thứ nhất thì tâm chúng ta được an lạc. Tại vì tâm an lạc được mới sáng suốt, mà khi sáng suốt được thì gặp những việc khó khăn, gặp những việc gì mình dễ ứng dụng, dễ mà giải quyết. Còn khi tâm chúng ta không bình tĩnh, không sáng suốt, khi đối cảnh chướng ngại khó khăn thì sanh ra phiền não, giận hờn, hơn thua, nhân ngã thì bị trở ngại, thì khó thành công trong việc đi núi và khó thành công trong việc tu tập. Thì mong rằng toàn thể quý vị cố gắng để niệm Phật. Đặng chi người niệm Phật, thứ nhất thì có các vị chư thiên để gia hộ cho những người niệm Phật. Cái thứ hai, cái người niệm Phật có các vị Bồ Tát vì lòng từ bi thương khót chúng sanh, trên lúc nào cũng hộ trì cho những người niệm Phật. Cái thứ ba, hộ quang Đức Phật gọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từ nét, cố công gìn giữ tánh thần lương. Thì chúng ta niệm Phật mà được có tâm lành thì nó kết hợp với tâm Phật. Cho nên Đức Thầy nói ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắc. Cho nên ác trừ xong là chúng ta khi mà nhiếp tâm niệm Phật thì không phạm vào những điều thân khẩu ý. Khi thân khẩu ý mà không phạm thì chúng ta được giữ tâm thanh tịnh. Thì nói ác trừ xong là chúng ta đương giữ được tâm thanh tịnh. Cái từ lóng là gì? Lóng là tâm không còn vọng, không còn tham sân si, không còn là lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu, nói gì khẩu. Còn ý chúng ta không còn phạm những cái tội, còn nói gì ý á, không còn tham sân si, thì chúng ta là tâm chúng ta thanh tịnh. Cho nên ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp thì mới lóng nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho. Thì chúng ta cố gắng để gìn giữ cái tâm được như vậy lâu dài thì đến được như vậy, thì chúng ta là tâm bình tĩnh, được thì phát huệ. Được như vậy thì chúng ta khi chúng ta có công năng niệm Phật, được đi đứng nằm ngồi như Đức Thầy đã chỉ dạy, thì nó có một cái năng lực vô biên sức mạnh, không sức thể tưởng tượng được. Khi người nào mà niệm đến giai đoạn siêng năng nhớ Phật nhiều, mà cái tâm vọng niệm chúng sanh ít đó, thấy chúng bớt mê đạo màu siêu diệt tập đời là đây. Cái người mà siêng năng đi đứng nằm ngồi mà được siêng năng niệm Phật, đặt nặng cái câu niệm Phật với là hơi thở, còn nhớ niệm Phật là cái sự sống, còn nhớ niệm Phật là để tan nghiệp, còn nhớ niệm Phật để con đường thoát đi sanh tử. Người niệm Phật được lấy cái câu niệm Phật quý báu như là sự sống, thì người này mới có thể thời gian sự tu tập. Cái người siêng năng được như thế thì tôi bảo đảm quý vị, cái người mà niệm Phật khi đến cái giai đoạn mà đi đứng nằm ngồi mà siêng năng rồi thì nó sanh ra là sống trong trực giác. Thì khi gặp cảnh gặp cảnh nó không lay động, nó không nhiễm. Khi người nào mà tu niệm Phật đến giai đoạn đó thì tự nhiên sẽ biết. Khi tu niệm Phật mà đến giai đoạn đó, tự nhiên tôi sẽ biết. Rồi quý vị khi nào người nào niệm tới đó là quý vị sẽ biết. Khi mà đối với cảnh, những cái việc mà mình không thể mà dằn được, mà nói dằn được, mà đối với cảnh nhiễm
động. Nhưng mà nhờ công cái công phu niệm Phật của mình, cái câu niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, thấy mình không thể vượt ra những cái cảnh khó khăn, những cái lòng ô nhiễm này, nhưng mà tự nhiên mình thấy nó không có, nó làm chủ mình làm chủ các việc. Cho nên đó, cái câu niệm Phật này, khi người nào niệm đến giai đoạn đi đứng nằm ngồi ha, mình tập làm sao mà đi lẹ thì niệm Phật lẹ, mà đi chậm thì niệm Phật chậm, mà làm việc thì không mong cầu cho mau ha, không mong cầu cho mau rồi thì mình phải tập ứng dụng, làm việc gì cũng có nhớ câu niệm Phật như là hơi thở của mình vậy đó. Khi một thời gian nó thành một thói quen rồi, niệm Phật riết rồi trong tâm mình nó có sẵn, giống như hình như nó thần rồi. Khi mà nó gặp cảnh nó đi chạy xe đi đâu đó, gặp cảnh gì mà nó động tự nhiên cái là cái công niệm Phật mình nó phật ra liền. Thấy mà nó động nha, thấy cái cảnh mà nó động ha, thấy cảnh mình nó vừa nhiễm ha, tự động cái công niệm Phật mình trong tâm nó phật ra liền. Thực ra là lúc đó đó cái trí tuệ mình nó sáng suốt ha, đối với cảnh đó nó tùy theo cái công năng năng nó ứng dụng, nó không bị cảnh nó làm chủ. Khi quý vị mà niệm Phật đến giai đoạn này đó thì mới đủ công năng. Còn niệm Phật mà thấy cảnh còn ham thích, còn ghiền nhiễm ha, còn động thì niệm Phật là còn yếu lắm. Mà khi nào quý vị mà niệm Phật đến giai đoạn này đó thì nó mới mạnh được. Mà khi mạnh này nó cũng chưa có chính đắc gì hết, phải cố gắng, phải gìn giữ lâu dài. Chừng nào đến giai đoạn như Đức Thầy đã nói, đến lâm chung quả lành đau mắt, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, thì mình được như thế thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Còn người mà niệm Phật được như thế, như trong niệm Phật Ba La Mật Đức Phật nói, cái người mà niệm Phật siêng năng đi đứng nằm ngồi mà có giữ giới, tự nhiên người niệm Phật trở nên thanh tịnh, trở nên không ô nhiễm, người đó không hay biết gì hết. Đó, Đức trong mà khi mà tôi nghe trong cái cuốn mà niệm Phật Ba La Mật Đức Phật nói gì, mà khi mà nó tự nhiên mà nó đến tôi, khi mà nó xuất hiện tôi mới biết. Tại vì khi mình nghe qua chỉ mình trên văn tự thôi thì mình chỉ mình biết vậy thôi, nhưng mà khi mà mình đến giai đoạn đó rồi, tự nhiên mình mới cảm thấy là Đức Phật nói, lời Đức Phật nói mới có cái công năng, lời Đức Phật nói mới là giống như là một cái lời nói là vàng ngọc châu báu. Khi người nào tu tập đến giai đoạn này mới thấy lời Đức Phật nói là nó là cao siêu. À, khi họ lần tôi nghe tiếng mà niệm Phật Ba La Mật đó, thì Đức Phật nói gì mà nói thêm nữa ra, cái người mà niệm Phật mà đến lúc lâm chung đó, ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật nói đó, khi mình mà niệm Phật mà chưa chứng đắc tại thế đó, công năng mình siêng năng niệm Phật giữ giới đó, rồi đến lúc lâm chung sắp sửa gần chết, rồi tự nhiên cái vọng niệm còn nhớ gia đình, còn nhớ của cải, còn nhớ những cái việc phàm trần, nhưng mà đến giai đoạn đó tự nhiên nó tan rã hết, chỉ còn một niệm dương. Cái từ niệm dương là gì? Niệm dương là niệm vua. Có câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là niệm vua, nó làm chủ hết, nó không còn vọng niệm nhớ gì của cải, tài sản, việc thế trần, ham mê vọng niệm vào nhớ gì của hồi xưa hả, hoặc là quá khứ, việc xa xưa gì, nó đều quên, nó đều tan rã hết. Khi đến giai đoạn này thì lúc đó là niệm Phật Ba La Mật Đức Phật nói. Khi đến giai đoạn này ha, lúc đó mà tôi mà khi giai đoạn mà sửa sản gần chết rồi đó, rồi mình mới
Đức Phật nói lúc đó là tôi mới thấy là Đức Phật nói rất hay. Tại vì coi qua chỉ còn một niệm dương, các niệm là danh lợi tình, các niệm mà ô nhiễm đều tan rã. Thì chỉ mình coi danh tự mình chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà khi mình đến giai đoạn đó rồi tự nhiên mình sẽ biết. Khi mà lúc mà họ lần đó, khi tôi mà niệm Phật mà đến giai đoạn gần chết rồi đó, tự nhiên cái vọng niệm nó đều tan rã hết. Còn việc thế trần, việc này việc kia là nó quên mất tiêu cho không còn nhớ cho. Chỉ còn một niệm Phật thôi, trong tâm nó tuôn ra đó ha. Hình như cái câu niệm Phật nó liền nhau, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật nó liền nhau, hình như là vài tiếng đồng hồ là chuyện nó bình thường. Cho nên Đức Phật nói cái người mà siêng năng niệm Phật mà giữ giới được, tự nhiên cái người niệm Phật trở nên thanh tịnh mà người đó không hay biết gì hết. Thì khi tôi nó đến giai đoạn này thì tôi mới biết, tại vì nó chưa xuất hiện đâu biết. Khi đến giai đoạn nó biết rồi, mình biết rồi, mình mới biết là lời Đức Phật nói mà mình có cảm nhận mình đi đến giai đoạn đó. Nhưng mà Đức Phật nói đến giai đoạn này cũng chưa chứng đắc được. Tại sao vậy? Đức Phật nói con người có đầy tướng trang nghiêm, có cái sự hiểu biết, là có cái sự sáng suốt, nhưng mà cũng chưa chứng đắc. Giống như Đức Phật nói ở trong niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói gì nè? Giống như đất mà làm viên gạch chỉ vào khuôn thôi nhưng mà chưa vào lò ha. Chưa vào lò thì chỉ có viên gạch, thành viên gạch thôi, thành cục gạch thôi, nhưng mà chưa vào lò. Bị mưa gió còn bị gã, còn bị hư hao, chưa thành là viên gạch thiệt. Chừng nào dời cõi Phật mới là đưa vào lò. Còn bây giờ còn phàm trần, vẫn còn phàm phu, còn vẫn còn bị luân hồi. Cho nên Đức Thầy nói tám điều gắn cấm. Cái điều thứ 8, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Như ao giữ trọn lành, trọn sáng, rời cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo, hoàn toàn trở lại cứu giới chúng sanh. Cái tại sao mà trọn lành, trọn sáng mà rời cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo hoàn toàn trở lại cứu giới chúng sanh? Biết rằng chúng sanh không đủ điểm. Tại sao? Chưa đạt đến là cái trí tuệ bát nhã được, cho nên phải dời cõi Tây Phương. Như ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói phải dời cái cõi Đức Phật ha. Dời cái cõi đó là mới vào lò viên gạch, mới hắc thành gạch, thành đá được. Còn bây giờ chỉ có biết giữ giới, có biết niệm Phật, tuy tâm không ô nhiễm, tâm không động, nhưng mà chưa chứng đắc. Cho nên Đức Thầy nói dời cõi Tây Phương ăn dưỡng mà học đạo hoàn toàn, trở lại cứu giới chúng sanh, vậy mới là làm Bồ Tát thiệt. Còn bây giờ Bồ Tát chỉ sơ học thôi, Bồ Tát còn động còn nhiễm, chưa thành tựu trí tuệ, cho nên còn bị ô nhiễm, còn bị luân hồi. Còn mà khi Bồ Tát dời cõi Tây Phương mà học đạo trở lại, thành tựu trí tuệ là đạt đến là lục độ. Khi đạt được lục độ rồi thì lúc này mới sanh ra là vạn hạnh. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát thì phải có bố thí, là lục độ đó, phải bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nói về bố thí thì cái gì cũng bố thí được. Quý vị coi trong kinh Hiền Ngu coi, tới sắc thân ha, Bồ Tát cũng không tiếc gì sắc thân để bố thí cho cọp ăn, bố thí gì chúng sanh ha, không tiếc ủ. Còn mình bây giờ đó, mình bố thí chỉ tiền bạc, sức ra một hai của cải gì thôi, với đâu đi đến cái giai đoạn mà bố thí sắc thân nổi. Rồi bố thí rồi trì giới, rồi trì giới là nói giới lực nào, khó khăn nào Đức Phật Bồ Tát cũng giữ được.
mình bây giờ giữ có một hai giới chút ít thôi, còn mấy cái giới mà quá sức đâu giữ nổi, thấy không? Rồi cái thứ ba, bố thí trì giới nhẫn nhục. Tới đến giai đoạn thứ ba là nhẫn nhục, gặp người ta nói nặng mình cũng nhịn được. Rồi đến giai đoạn cái hơn nữa, ta quách mình đâu có nhịn nổi không, ta giết mình nhịn nổi không. Nhẫn nhục là những cái gì khó khăn cũng chịu nổi, vậy mới là đạt đến lục độ chẳng hạnh, là nhẫn nhục, là bố thí này, trì giới này, nhẫn nhục nè. Rồi đến thứ tư là gì? Cái từ tinh tấn. Tinh tấn lúc nào niệm Phật cũng siêng năng, không có là lười biếng. Rồi làm việc gì lợi ích cho chúng sanh, không lười biếng. Lúc nào học giảng kinh cũng tinh tấn. Cho nên nó là bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè. Rồi đó là thiền định. Thiền định là có sức định vô biên. Sức định vô biên là không có hở sức tưởng tượng nổi, hoàn cảnh gì cũng chịu nổi hết. Đối với cảnh là như như bất động, không có gì mà lay động hết. Người ta đã sức định mà thiền định. Rồi nói là trí tuệ. Trí tuệ lúc nào cũng lào lào trong sáng, lúc nào cũng là nhạy bén hết, không có gì mà không biết. Khi mà lục độ mà thành tựu được, giữ được, rồi mới sanh ra dùng cái từ bát nhã là trí tuệ. Khi được trí tuệ được, tâm mình biết tâm mình hết, rồi mới biết tất cả chúng sanh, biết chúng sanh ô nhiễm gì, biết bệnh gì, buồn phiền gì, tham sân si làm sao, thì vậy mới độ được. Thấy không? Mới thành tựu trí tuệ mới độ chúng sanh được. Bây giờ có khi mình độ mình không xong sao độ chúng sanh được? Chúng sanh biết bao nhiêu bệnh không? Rồi mình chưa thành tựu trí tuệ được sao mà độ chúng sanh? Cho nên đó, khi mình niệm Phật đến giai đoạn mà Đức Thầy nói niệm chừng nào mà nhất tâm bất loạn thì lòng tham muốn và các tình dục còn đâu nảy sanh ra được. Khi mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn rồi đó, không còn ô nhiễm cái trần gian này. Nhưng mà Đức Thầy nói thêm đó, niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn chuột nhiễm chẳng ai. Khi nào mà niệm đến giai đoạn mà đạt đến cái từ bản lai, bản là gốc, lai là trở lại, mà trở lại gốc là trở lại Phật tánh. Khi cái người niệm Phật mà được giác hoàn toàn thì đến giai đoạn này đó mới là thành tựu trí tuệ, thành tựu bát nhã. Mình niệm Phật biết chừng nào mà đến giai đoạn đó, mà tới giai đoạn đó mới thành tựu trí tuệ. Thôi bây giờ mình niệm Phật, cố gắng đi nghe Đức Thầy chỉ dạy đi, đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc, gán niệm Phật đi, rồi không làm gì ác là giữ thân khẩu ý. Được như thế thành một thói quen anh chi, tới lúc làm chung cái nhớ niệm Phật nhiều quá không nhớ gì nữa, không còn nói thương nhà thiết của gì hết, không còn nhớ gì của cải con cháu gì hết. Lúc đó là niệm Phật rồi ra đi, nhờ cái bốn miệng đó Đức Thầy mới cứu. Cho nên Đức Thầy nói nếu ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh thập quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Một kiếp mà niệm Phật mà thoát ly sinh tử là một cái điều này không có dễ cho nên cái người mà hết lòng để niệm Phật, hết lòng để giữ giới, được như vậy thì một kiếp mới vãng sanh. Còn mà lơ mơ mà làm mà không có siêng năng, không cố chí làm lành, không chuyên niệm Phật đó rồi không phát nguyện là con đường vãng sanh nó không phải dễ ăn đâu cho nên giờ gắng cố gắng được thì hiện tại chúng ta nhờ niệm Phật nhiều, sống trong cõi đời phiền não mà không bị phiền não làm khổ, sống trong cõi đời vô minh mà không bị vô minh làm cho chúng ta đen tối, được như thế thì chúng ta không có khổ. Thì như lời Đức Thầy chỉ dạy là xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia, chí công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tục ha. Tuy mình thân mình còn phàm, thân mình còn tục, nhưng mà nhờ siêng năng niệm Phật thì tự nhiên cái đầu không còn mê, không còn nhiễm trần nữa, thì hiện tại được gì mình sống an lạc. Rồi tới lúc âm chung mà sao?
nói nói chung là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quát hưởng công niệm Phật các việc lành. Thì vừa qua tôi có đôi lời đã chia sẻ toàn thể cho quý vị, cố gắng để nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, cúng xong ngồi niệm Phật cũng được. Thì có hai cách. Cách thứ nhất thì chúng ta cúng lại để trả ơn cho cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của quyền, rồi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tin tưởng Phật trời, cầu nguyện đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho dân chúng. Rồi cái thứ hai thì chúng ta để niệm Phật, cúng xong ngồi niệm Phật cũng được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là niệm Phật đi đứng nằm ngồi. Cho nên Đức Thầy chỉ có hai cách. Một cái thứ nhất là cúng xong ngồi niệm Phật, đó là một cách. Một cách thứ hai là đi đứng nằm ngồi. Là Đức Thầy chỉ hai cách này. Ai mà áp dụng mà siêng năng trì trí mà niệm Phật được giữ bền vững lâu dài thì tự nhiên người đó trở nên thanh tịnh, trở nên đối cảnh không ô nhiễm. Khi người nào đến giai đoạn này sẽ biết. Thì khi tôi có giai đoạn này nó có chứng nghiệm rồi, cho nên tôi mới biết, nhưng mà cũng chưa có chứng đắc gì hết. Tại sao? Tại vì chưa chứng đắc. Chưa chứng đắc là tuy là nó không ô nhiễm, không động là nhờ câu niệm Phật, phải không? Nương cái câu niệm Phật đó. Chừng nào mình đến giai đoạn bản lai mà giác hoàn toàn, nhưng mà giờ giác chỉ còn trong cái mê, nó còn một hai chút ít, nó chưa hoàn toàn. Cho nên mình cố gắng để niệm Phật, chừng nào về Tây Phương đó, lúc đó đó mình mới là mới thiệt. Còn bây giờ đó còn phàm phu thì cho nên cố gắng niệm Phật thì nó tuy là nó không động không nhiễm, là nương vào cái câu niệm Phật. Thì quý vị nào mà niệm Phật đến giai đoạn này quý vị sẽ biết. Thì vừa qua tôi có đôi lời để chia sẻ toàn thể cho quý vị, chúc cho quý vị được niệm Phật cho đối với cảnh trong phiền não, đối với gia đình thuận hòa, đối với cô bác láng giềng thì có trí tuệ sáng suốt để ứng dụng và niệm Phật đặng cho nghiệp trước tiêu trừ. Người niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát nói người niệm một tiếng Phật tiêu trừ 80 kiếp mà sanh tử, cũng như mình sát giết 80 mạng phải chết đi sống lại 80 kiếp mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật tiêu trừ 80 kiếp. Hoặc là hạ ơn trời Phật thả tù, niệm một tiếng Phật, Phật bù 10 câu, dễ ăn không quý vị? Bây giờ quý vị mà buôn bán á, như tiếng Anh nè, như tiếng Lan nè, buôn bán là một lời một thôi, chừng vài tháng là giàu rồi. Còn niệm Phật một câu mà cho 10 câu, bảo đảm quý vị niệm một ngày biết bao nhiêu câu, niệm mấy trăm câu vô chứ này vô rồi. Có hỏi làm giàu không, chưa làm giàu. Thấy không? Bây giờ muốn bán gì á, làm ăn gì vậy, cái việc lo niệm Phật đi. Nam mô Đức Phật, cái lượm mờ kế tiếng. Nam mô Đức Phật, niệm hai mờ câu lấy chồng. Tôi có cơ hội làm giàu làm Phật đầu tiên, dễ không chịu lo làm. Mà có cơ hội là niệm Phật đã tan trừ nghiệp trước. Nghe không? Một niệm một Nam mô Đức Phật tiêu trừ 80 kiếp sinh tử. Sát giết 80 mạng, đúng theo chết đi xuống lại 80 kiếp, chịu nổi không? Cắt cổ lột da 80 kiếp, chịu nổi không? Thôi bây giờ Nam mô Đức Phật tiêu trừ 80 kiếp, dễ ăn không? Vậy cho nên cố gắng đi đứng là ngồi gán niệm Phật nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, rồi cúng xong thì gán ngồi niệm Phật. Thì có hai cách. Được như vậy thì chúng ta sống cõi đời được hạnh phúc ăn vui, hoặc là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quát và hưởng công niệm Phật các căn lành. Đến đây Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.